Việc xóa bỏ một tà đạo có âm mưu phục hồi hoạt động phun rô tức là nhạy cả được công an tỉnh Gia Lai công bố như một trong số các thành tích nổi bật tại hội nghị tổng kết công tác 2020 và triển khai chương trình công tác 2021. Hội nghị diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Kon Tum, nơi đảo Hà Mòn được nghe đến lần đầu tiên năm 2013. Tháng 5 năm 2016, báo Công an của Nhà nước Việt Nam có bài tựa sự thật về cái gọi là Đức Mẹ hiện hình tại Hà Mòn hay là đảo Hà Mòn ở khu vực Kon Tum, Gia Lai, cáo buộc đây là tổ chức tôn giáo hoạt động trái phép, ảnh hưởng xấu đến nhân dân và gây phức tạp trật tự an ninh địa phương. Báo đài địa phương khi đó cho rằng một số đối tượng đã bị các thế lực phản động bên ngoài móc nối, chỉ đạo nhằm khôi phục lực lượng phun rô, vốn là tổ chức phản động chuyên phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại với lợi ích đất nước và dân tộc. Một người giấu tên thuộc dân tộc Rờ Nghèo, nơi xuất phát đảo Hà Mòn, nói với Reway rằng anh may mắn không bị bắt và cũng không bao giờ dám nhận mình từng tin theo đảo Hà Mòn. Nhiều người đã bị bắt rồi, họ đảo Hà Mòn, nay là đảo cấm, ai đi theo là bị bắt. Nhiều người trong làng sợ quá, chạy trốn vào rừng, nó cũng truy quét, tìm kiếm để bắt đi tù. Theo em, đảo Hà Mòn này tốt lắm, không chống phá chính quyền, không phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc Việt Nam. Đảo Hà Mòn chỉ thờ Chúa và Đức Mẹ mà thôi, không chống chính quyền gì hết cả. Một phụ nữ dân tộc khác giấu tên nói rằng Hà Mòn là đảo hiền và người dân ở đây rất sợ khi nghe nói đến từ phun rô hay đề gà, mà họ thực sự không hiểu đó là cái gì và nguy hiểm như thế nào. Về việc chi tiết người Hà Mòn cuối cùng đã xa lưới pháp luật như báo công an đưa tin, người phụ nữ dân tộc này nói đến báo đài không loan tải thì cũng không ai hay biết gì về chuyện đạo Hà Mòn bị chính quyền xóa sổ. Đài Reway đã cố nối kết đường dây viễn liên về công an địa phương huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nhưng lần nào máy cũng phát tín hiệu đường dây bận. Nhiều người đã bị bắt rồi, đảo Hà Mòn này là đảo cấm, ai đi theo là bị bắt. Nhiều người trong làng sợ quá, chạy trốn vào rừng, nó cũng truy quét, tìm kiếm để bắt đi tù. Một người từng ở Sa Thầy, mục sư Aga, thuộc nhóm Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, bị cấm đạo nên phải trốn qua Thái Lan và được Hoa Kỳ nhận cho định cư năm 2018. Nói về đạo Hà Mòn mà theo ông biết là xuất phát từ một phụ nữ dân tộc Rờ Nghèo tên Yvin cư ngụ tại làng Hà Mông, xã Hà Ra, huyện Sa Tây, tỉnh Kon Tum, tức là bà Yvin thấy mẹ Maria hiện hình tại nơi bà ở, vì đó bà mới cho dân làng biết. Sau đó họ lập nhóm thờ mẹ Maria, đặt tên là Công giáo đạo Hà Mòn. Bà Yzin đã đi rao giảng nhiều nơi ở Kon Tum, sau đó bà đến Gia Lai và Đắk Lắk. Tín đồ của đạo Công giáo Hà Mòn sự thật rất đông đảo. Tháng 8 năm 2013 thì chính quyền kết tội bà chỉ có 3 năm tù, nhưng anh em khác có người 8 năm, có người 9 năm, có người 11 năm tù, có người 17 năm tù. Chính quyền cho rằng đạo Hà Mòn cấu kết với bọn phun rô lưu vong ở nước ngoài, mục đích là thành lập nhà nước Dega tự trị. Thật sự ra mà nói, đạo Công giáo Hà Mòn chỉ tin và thương mẹ Maria để được cứu rỗi linh hồn mà thôi. Vẫn theo nội dung trên mạng VOV Việt Nam, ngày 16 tháng 5 2016, bà Yijin đã mượn danh tôn giáo bịa đặt chuyên Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn nhằm tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia tụ tập cầu nguyện và phản đối việc chính quyền tỉnh Kon Tum di rời đồng bào dân tộc thiểu số về nơi ở mới để tiện cho việc xây đập thủy điện Pleikrong. Bài báo nói rằng vì không hiểu biết nên nhiều người đã nghe theo mà không chịu rời. Vì khu tái định cư, họ đã dựng lán trại ở bờ sông để tụ tập đọc kinh cầu nguyện. Trước tình hình đó, VOV nói tiếp cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phái vạch trần thủ đoạn lừa bịp sai trái của bà Yijin cùng một số đối tượng cầm đầu, được hỏi người dân tộc theo đạo Hà Mòn có trốn vào rừng rồi vượt biên giới ra khỏi nước có câu kết với phun rô để thành lập nhà nước Dega tự trị hay không. Mục sư Aga từng cung cấp thông tin về đạo Hà Mòn cho tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ, nói rằng không chỉ đạo Hà Mòn mà ngay cả hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên của ông cũng bị khép vào tội danh tương tự như vậy. Chính quyền lại vu cáo là phản động
là thành lập nhà nước tự trị này khác. Cái thứ hai là phân rô đâu có còn tồn tại, không còn cái phân rô nào ở đây nữa. Chẳng qua tôn giáo nào không theo ý họ thì họ kiếm đủ mọi thứ để vu cáo. Ngay cả nói rằng không chỉ đạo Hà Mòn mà ngay cả hội thánh Tinh Lành Đấng Christ Tây Nguyên của ông cũng bị khép vào tội tương tự. Ngay cả như hội thánh Tinh Lành Đấng Christ Tây Nguyên họ cũng gọi là tà đạo. Không làm theo họ thì họ cho là sai, là sàng bậy, là không đúng. Vì câu hỏi trước giờ có người dân tộc theo đạo Hà Mòn nào chạy sang Thái Lan để tránh bị bắt bớ không, mục sư Aga cho biết. Riêng đạo Hà Mòn thì không thấy ai chạy qua Thái Lan. Họ bị đàn áp, bị tra tấn, bị bỏ tù, nhưng có điều họ không biết cách phải đi trốn ở đâu cả. Cái thứ hai, đạo Hà Mòn tan rã đến ngày hôm nay vì lý do là không có ai có thể giúp đỡ lên tiếng thay cho vấn đề của công giáo đạo Hà Mòn. Hồi đó tôi đã thu thập thông tin, nhưng thú thật là chưa đầy đủ chi tiết, vì công an ở Đắk Đoa ngăn chặn những anh em của chúng tôi đến xã Hà Ra. Chính vì thế bản báo cáo về đạo Hà Mòn không hoàn thành. Đạo Hà Mòn và Chẳng Hạn Tin Lành Dega thực sự không dính gì đến Phun Rô. Dega là một tên khác của Mung Thư Nhà, tức người thượng Tây Nguyên thôi. Chính quyền Việt Nam, đặc biệt là công an, thường chụp cái mũ Phun Rô cho những nhóm Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo không nằm dưới sự dẫn dắt của họ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Đạo Hà Mòn mà báo An ninh Nhà nước gọi là hiện tượng tà đạo Hà Mòn không manh động chống chính quyền, mà thực chất chỉ là phản ứng tự nhiên của người dân tộc thấp khổ bé hỏng bị mất nơi ở do công trình thủy điện Playground, là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BBSOS. Ông là người từng tham gia những buổi điều trần về tự do tôn giáo tại Quốc hội Mỹ. Đạo Hà Mòn này là nhóm tôn giáo độc lập ở vùng Tây Nguyên, chính quyền Việt Nam xem đó là tà đạo và tìm mọi cách triệt hạ. Gần đây nhất thì tỉnh Gia Lai khoe rằng họ đã bắt được người cuối cùng theo đạo Hà Mòn. Đạo Hà Mòn và Chẳng Hạn Tin Lành Dega thực sự không dính gì đến Phun Rô. Dega, một tên khác của Mông Thư Nhà, tức người thường, sau năm 1975, vẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, lực lượng vũ trang Phun Rô của người dân tộc thiểu số đã không còn hiện hữu. Phun Rô, tức mặt trận thống nhất đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, sau năm 1975, có một nhóm vài trăm người thường không chấp nhận đầu hàng và đã vào rừng sống khoảng 20 năm, cho tới khi có đội quân hòa bình của Liên Hợp Quốc vào Campuchia để chuẩn bị tổng tuyển cử thì họ ra trình diện. Tất cả những người này đều đã đi Mỹ rồi, thành ra không còn phong trào Phun Rô nữa. Chính phủ Việt Nam cứ tin vào đó để biện minh cho hành động đàn áp người Tây Nguyên, đặc biệt người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Năm 2017, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Quốc hội cũng như hành pháp Mỹ về tình hình tự do tôn giáo. Các nước trên thế giới đã phát động một chiến dịch mới có tên tù nhân lương tâm tôn giáo, nên bị những trường hợp đàn áp đức tin hoặc vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tại các nước, qua đó tên Việt Nam được nhắc đến. Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kể cả báo cáo của Human Rights Watch giám sát nhân quyền năm nào cũng giữ nguyên Việt Nam ở vị trí một quốc gia tiếp tục chính sách trấn áp đạo tôn giáo và đức tin một cách có hệ thống, nhất là đối với các dân tộc thiểu số sống ở miền núi ở trong nước. Tất cả 63 năm tù giam, đó là phiên xử sơ thẩm lưu động diễn ra tại xã Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, với phán quyết 63 năm tù giam cho tất cả 8 bị can thuộc sắc tộc thiểu số Tây Nguyên. Nặng nhất là ông A Tech bị coi là cầm đầu nhóm, lãnh 11 năm tù giam. Trong 10 bị cáo còn lại thì nhẹ nhất 3 năm tù là bà Y Jin. Còn những người khác, Y Yum, Rinh, Chết, Yuk, Đinh, Lứ và Đinh Rôn, mỗi người từ 7 đến 10 năm tù giam. Theo bản cáo trạng đọc tại tòa hôm 28, còn cho thấy 8 bị cáo đã vi phạm điều B khoản 1 điều 87 Bộ luật hình sự, gây hận thù, kỳ thị chưa rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là nhóm sắc tộc theo đạo Hà Mòn bị cáo buộc tội nhận chỉ thị từ những người phản động ở nước ngoài nhằm lôi kéo, xúi dục, kích động các dân tộc ít người đòi tự trị bằng một nhà nước riêng trên khu vực Tây Nguyên. Tên của người nước ngoài mà Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai gọi là bọn phản động Phun Rô lưu vong là ông Cơ Cơ So, một người Tây Nguyên định cư tại Mỹ
Chủ tịch Montagnier Foundation, Sáng hội Người Miền Núi tại bang South Carolina, Hoa Kỳ. Về điểm này, cố vấn kiêm phát ngôn nhân của Montagnier Foundation, ông Scott Johnson, nhận định rằng ông không tin ông Kirkusol sách động người Tây Nguyên, người thường, trong nước chống lại chính phủ Việt Nam. Ông Kirkusol cho biết rõ người miền núi không có quân đội và không có khả năng để làm những chuyện như vậy. Những gì ông ta muốn là nhân quyền cho người sắc tộc giống ông ta ở Việt Nam, ông Johnson. Ông Kirkusol chỉ là người có niềm tin tôn giáo, chứ không phải một người dại dột. Ông ta biết rõ người miền núi không có quân đội và không có khả năng để làm những chuyện như vậy. Những gì ông ta muốn là nhân quyền cho người sắc tộc giống ông ta ở Việt Nam. Điều này tôi có thể đoán chắc bởi tôi biết rõ với những gì đã xảy ra cho người thường. Trước giờ thì bất cứ người bình thường nào có phản ứng như thế. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.